Dạ chưa. Mà nó bị gãy mài này à. Đi xa về có khá khá không anh? Cũng khó anh. Thì cũng được. Được. Hay quá. Một sân chơi lớn Thanh Hóa thì được. Vâng. Nhưng mà đi Thanh Hóa sướng nhỉ. Giờ đấy tổ chức đâu rồi đấy? Đây ra một đấy. Dạ vâng. Bán vừa hết bắt đầu đâu nữa. Thấy anh trả xe bay hết cả xe này. Bay hết cả xe. Tan tác chim muông. Mấy chục cây. Vài chục cây. Con đang đục được bao nhiêu đây? Con này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn. 3 triệu 500. Cho em ký cái đục cây tí nhá, nó vui ta. Đấy. Vừa lấy vào dùng mà chưa đi theo tiền mà buồn. Tỷ hưu. Đó. Nó chơi lâu quá để hơi bị tắc cổ. Đúng rồi. Nhìn cái da. Da lắm rồi. Móc ra là biết. Vài điểm nữa. Bên. Ừ. Đục ra đau quá, tay đục ra đau quá. Cái này thì cháy. Cháy chứ không phải. Đục vào đâu, cắt đau quá nó cháy. Không, nó để nó đi vắng không ở nhà là nha. Đau quá để nó hỏng. Cháy, bị cháy. Cái này là không phải có mẹ vườn nông dân mà không? Không, cây để trên chậu. Cái này là cho vào chậu đó. Để trên chậu. Quan trọng của nó mình bón. Ừ. Vấn đề do mình có. Úi xui nào, phát ra không? Tay nó phải bốn tay này. Cái này nghe chỉ vài lắm. Sáng cứ thích này nó là cái gì ra được. Thích à? Xin đây nhá. Ok, à, cái đấy có cái dây nhôm mới mở lốt ạ. Hải Châu có tiền anh? Hải Châu 8 triệu. Tôi có con si này. Si này. Đâu con si đây. 8 triệu rưỡi. Cho chồng nào cũng được, lấy chồng đi nhà ra bên kia nó thiếu thì chẳng có kho. Vào nhà Phú cũng có. Chắc có. Anh em này em ơi. Bỏ cái này đi nhá, con buồn lách bỏ này. Con Tùng này hay nhỉ? Con Tùng này nhỏ nhỏ nghe. Có phải về chứ. Hải Châu. Hải Châu. Con này sao anh? Em đã, em đang ở đâu? 18. Thịt luôn à? Bác phải lắm. Ơ đúng nào em về thì em tiện em gọi anh được nhá. Đúng rồi anh. Đúng rồi anh tiện lúc nào anh gọi anh nhá. Ơ thì... Ơ chiều được nhá. Cân ở trong nó bị... Tối được, anh ở gần đấy mà. Không. Nhá. Anh ở gần đấy mà. Quả này đi lên là nhiều người bán lắm đấy. Phán phán là quyền của thiên hạ. Cũng trên chơi cái chơi kìa nhỉ. Khắp nơi tiếng đục tiếng rủi. Muốn làm thì phải đổ bộ đồ rồi ngon. Nhiều khi mà đục bộ đồ nó lở đục ra vét đục mình ấy. Có ý tưởng rồi là khen thôi. Có ý tưởng thì có đồ.
bộ đục này cũng chắc đấy. Không phải đục cho lúa mà đục cho nó. Kinh quá. Đấy hai ông đục. Bộ đục này tốt phết nhỉ. Này đục đục gì thì bắn đục được ấy. Nhìn người lấy đường đục được. Quảng cáo đục đời. Ra trong có mà ta. Có nhưng mà anh phải bóc sâu luôn. Ở trong đâu có đâu anh ạ. Vì đây nó cháy này. Không phải là nó bắn bỏ ra trong. Có ra trong thì còn lấy dễ này thôi. Đấy. Mấy cái khác tí nữa quay lại. Danh danh. Đây. 3 triệu bây giờ. Danh danh. 3 triệu. Đấy, cái không có lá. Hàng nghiên cứu sinh. Si. Đây si cúc hồng đấy. Này mới gọi là cúc hồng này anh ạ. Nó hồng luôn, thật là hồng luôn chứ không phải là. Nhưng cây tía tía là dòng khác. Chậu lên chậu mới ấy, lên chậu nhỏ chứ ngày xưa chắc 5 chậu rồi, chậu này và chậu khác này mình mới thu này.
và thu ngắn hết những cái bông này lại, thu ngắn những cái bông này, thu ngắn những cái bông này lại. Em có biết đục đâu. Cái ngọn này xem này. Tuyệt hảo như tươi bác anh. Cái ngọn này để tính điện thoại. Ngọn này hơi khó. Ngọn thì mà lấy cái đây thì hơi kỳ, và lấy ở đây thì lại ấn lên thì lại cũng không đúng. Đấy. Nói chung là cái này cũng được. Được. Đục thân thì nữa không phải kia lòng cầu cái bông nhỉ. Hôm nay hơi nhiều người dân đồng với anh ạ. Ừ. Anh mang hay được vơi à? Kinh nhỉ. Nhưng mà học một người tôi học hai người là cầu hỏa nhân mạng. Phải mỗi đóng bộ cửa nhà không nhỉ? Phải mỗi đóng bộ khung cửa nhà. Ây à, từ ngoài thời gian đóng bộ cửa nhà. Này thì làm tủ chè thôi. Hôm nay được ngày người chơi ngoài chợ nên là vui, đây là vui. Ông về ông ngồi chỗ này ông cũng đục. Hai tiếng đục nó đập vào nhau. Tàu hỏa nhập ma rồi. Ngày hôm nào đúng là phải bày cái quầy bán đục ở đây thì đúng. Xem đống này mà về. Vừa đục cái gì đây? Vừa. Nghe tiếng nghe là phải tới ngay. Chắc không. Đây đang ra đây. Nếu mà không chắc thì luôn riêng đục bổng chung mà mài xong mà bày cái loại gỗ này cũng là cái chuối nữa. Tưởng nghe thì sai, thiền sư đang gõ mõ đây. Huynh đấy. Đây mất mạch nhé. Diền nhân. Đây mất mạch luôn đấy. Có mạch như đây đi. Ông đục được thành bệ riêng, bệ gừng thì cũng ấy đấy. Là nghệ nhân là thua đấy. Sau biến biến ác liệt. Mình xài chung chung trong đây là các tài liệu thôi. Đây cái củ này là bao tiền? Đây là 3 triệu. Đây. 5 tiền. À quê đây. Ừ. Quê triệu rưỡi. Cái này cũng 5 tiền. Quê. À quê triệu rưỡi. Con đông kia điền. À đây điền. Dưới này là không có quê có điền thì không cả. Đấy cục lão kia hay. Cả biết thế à? Em có biết đục đâu, anh cứ đục đi, em thấy anh đục được mà. Rất dẻo, đục rất dẻo. Anh xẻ luôn miếng này đi này, cho nó thanh cây. Có hoa hay là quả? Có hoa đấy, có quả thôi. À, đây là hoa, quả, quả. Đây là quả, quả này chơi qua thế. À, đây là đình dành. Nhưng mà bạch kim hương thì nó không có quả. Cái này vẫn để cắt lên đây đi, ông đục lại cái này này. Đúng rồi, trồng hết đây mà. Ông ơi! Bóc cái này nữa, cho ngày mai mình bóc cái này dành đôi như này ra nữa. Đây là đồ nó cưa.
bên này đấy, tí đây nữa, tí đây nữa. Được cái ngọn thế nhỉ, cũng còn phát cắt chút. Thành công rồi, nói chung là mua đáng đồng tiền rồi. Nghệ nhân chưng đục, chưng rắn rồi, chưng đục rồi. Ok, để sang